đặc biệt của tôi. Dành cho riêng ai cũng yêu thích 3 năm 10. Và hơn cả lời sẽ chia, tôi nói về cuộc đời tôi sống. Đời sinh viên tôi được chính là tôi. Khi mà tôi đang lỡ ngỡ, tôi mong tìm được một ước mơ. Vừa hay bên tôi có 3 năm 10. Vì sao là 3 năm 10, sao không phải là 365? Bởi vì 3 năm 10 là bầu không khí lạnh hơn. Ngày lòng gió đứng giữa ngã tư, đưa đồng vé họ cứ nhìn tôi. Nhiều người nghĩ tôi làm gì ngu ngốc vậy. Rồi đại bao bóng đen quay, rồi đi vì đã phát sóng. 3 năm 10 không coi thật mấy dừng xe. Từng ánh mắt của em thơ tâm trung theo những lời dặn cùng đưa ra. Rồi người lớn cũng quan tâm.